Tính đến hết tháng 2 năm 2021, ước tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thực hiện được hơn 2.840 tấn, so với cùng kỳ tăng hơn 501 tấn. Trong đó, sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 2.510,64 tấn, tăng hơn 507 tấn so với cùng kỳ. Sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 230 tấn, giảm 6,6 tấn so với cùng kỳ. Thực tế, ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 từ năm 2020 đến nay đã tác động tiêu cực đến nuôi trồng thủy sản của nông dân. Do đầu ra không ổn định, khiến giá một số loại thủy sản trên địa bàn tỉnh giảm mạnh, người nuôi lỗ nặng. Trước tình hình đó, nhiều hộ dân đã treo ao, chuyển đổi công việc để bảo đảm kinh tế hộ. Để bảo đảm lợi ích và sinh kế lâu dài cho các hộ nuôi, ngành chức năng cần có định hướng cho các hộ chăn nuôi tính toán thật kỹ số lượng nuôi để tránh cung vượt cầu và có giải pháp quy hoạch vùng nuôi cụ thể. Có chính sách hỗ trợ giá cá giống, hạ tầng cơ sở nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản.